Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn chơi âm thanh gần xa kính mến. Ngày hôm nay cửa hàng điện tử Thắng Audio về một mẫu loa sạc pin Vega ST12. Thì đầu hàng bên kia người ta nói dòng loa này là dòng loa quái thú. Vì sao vậy? Nhất là công suất nó mạnh và uy lực hơn con sạc pin Vega PK12 trước rất là nhiều. Tiếng bass nó uy lực hơn, mạnh hơn, âm thanh nghe nó hay hơn. Đấy, thì em có lấy mẫu này về để chào hàng thử xem là tình hình nó có đúng là như là sự thật như đầu hàng bên kia người ta giới thiệu hay không. Đây, toàn bộ là mặt trước của chiếc loa, em nó tháo ra. Đấy, báo cáo các bác, đối với dòng sạc pin Vega ở bên cửa hàng của em thì các bác đã được chiêm ngưỡng với dòng loa sạc pin Vega PK12. Dòng loa này âm thanh nghe cũng rất là tuyệt vời. Đấy, có một số bác đã đặt và mua những sản phẩm bên chỗ cửa hàng của em thì chắc chắn là các bác sẽ hài lòng với những sản phẩm và giá cả mà em để lại cho các bác để các bác chúng ta về sử dụng cũng như là phục vụ vào các mục đích, các nhu cầu của mình. Còn ngày hôm nay thì em về thêm cái mẫu sạc pin Vega này. Và mẫu này nó hoàn toàn khác với mẫu trước. Đấy là không có biểu tượng logo của sạc pin Vega nằm trên đống loa như mẫu sạc pin Vega PK12. Đấy. Và thứ hai nữa là gân của nó là gân màu nâu. Đấy, gân màu nâu. Vẫn là sơn dầu. Đây các bạn này. Gân vải dầu. Đấy, rất dính. Còn nguyên này căng. Thì đối với các bác bên cửa hàng chúng em thì bảo hành zin 100% tất cả những sản phẩm đưa ra thị trường. Đấy, đối với cái dòng bã như vậy, hàng đã kém chất lượng và không đạt yêu cầu thì bên cửa hàng chúng em sẽ thải loại và không tiếp tục thu mua những sản phẩm mà bị lỗi. Đấy, nên bây giờ em sẽ thử nâng chiếc loa bass này ra để các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng xem cái dòng quái thú này nó như thế nào. Đây các bác, là khái quát bên trong của chiếc loa. Đấy, đây là phần thân. Đấy các bác thấy đấy. Để có được một chất âm hay phụ thuộc rất nhiều vào phần thân để nó tách giải bass và giải chép ra khác nhau. Đấy. Nên mà những chiếc loa mà có những bộ phân tần nó không được hoàn hảo hoặc là kém chất lượng thì nó sẽ dẫn tới là hiện tượng là chất lượng âm thanh của chúng ta đầu nguồn vào có hay đến mấy thì cũng sẽ không bao giờ đạt được chất lượng mà như chúng ta ưng ý. Còn đối với mẫu Vega PK12 và mẫu ST12 này thì các bác vui lòng xem xét và đánh giá hai mẫu sản phẩm này. Đấy, đây là toàn bộ chiếc thùng là thiết kế rất chắc chắn. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề siêu phẩm quái thú nó nằm ở đâu. Đấy, ở trên đây là hai đầu dây chúng ta đều được tráng thiếc. Đây các bác, trong cái đồng nhấc lên kia đi, một tay không nổi đâu. Đây các bác, đối với vòng Vega PK12 thì các bác đã được quan sát em làm một video để gửi đến các bác. Đấy, vẫn là mẫu truyền thống. Đấy, từ 19. Nhưng thiết kế lần này của sạc pin Vega thì cho chúng ta thấy sự uy lực mạnh mẽ và chắc chắn đai gông. Đấy, các bác nhìn thấy bộ xương này. Nhìn không thể chê vào đâu được. Nặng lắm. Nếu các bác mà xách một tay thì nghe chừng cũng khó khăn đấy. Xách mà thả xuôi xuống thì thoải mái, nhưng mà xách mà để nâng hẳn lên thì chắc là rất khó khăn. Đấy. Đây. Đối với dòng Vega PK12 thì chúng ta thấy là gân màu hơi vàng vàng.
Còn gân này thì gân nâu hoàn toàn 100%. Và không được bố trí biểu tượng của sạc pin Vega trên chiếc núm loa này, giống như loa của PK12. Phía trong này là nhện và chúng ta quan sát rất cứng. Côn rất lớn. Đây, các bác quan sát xem. Và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng nốt chiếc tép. Để có thể nói đến là vấn đề siêu phẩm này. Đây. Vẫn là biểu tượng của sạc pin Vega Mobile. Mobile này thì chúng ta có thể liên tưởng ngay tới nhà mạng. Đúng không các bác? Chúng ta có thể liên tưởng tới nhà mạng. Cặp này em bán với giá là 7 triệu đồng các bác nhé. Cao hơn sạc pin Vega PK12. Đấy. Hàng này đắt hơn hàng sạc pin Vega PK12. Còn bây giờ em sẽ thử lắp hết vào và test thử âm thanh để các bác chúng ta cùng được nghe. Bây giờ em vừa mới quan sát được thêm nữa là chiếc dây đồng của nó quá lớn. Rồi nhắc nào. Không thấy được chồng. Nhìn mắt thường thấy được quay lên tao thế nào. Côn nó khủng lắm, côn nhìn xuyên sang bên kia luôn. Côn này là côn của bắt 40. To lắm các bác ạ. Vành côn. Bây giờ em ra lắp vào xong. Trước khi làm video này thì mong tác giả cũng như bản quyền ban nhạc Organ Không Lời này thì cho phép em xin được sử dụng một đoạn nhạc của các bác để làm một bài test video về chiếc loa này. Đấy, cũng mong các bác thông cảm và hiểu cho, nên tránh tình trạng là bản quyền, tranh chấp bản quyền. Đấy, em xin phép các bác. Bây giờ mời các bác chúng ta cùng thưởng thức âm thanh của đôi loa này phát ra. Trước tiên là xin phép được giới thiệu là em sẽ dùng chiếc Omni Jaguar PA203N này để làm hiệu chỉnh. Còn sẽ chạy trực tiếp bằng nâng tiếng và đẩy phía sau để chạy cặp loa này. Rất đặc biệt. Đấy, lỗ thông hơi thiết kế đằng trước các bác này. Lỗ thông hơi được thiết kế đằng trước và được chắn bằng tấm lưới này, có bọc vải phía trong nữa, nên tránh tình trạng là các loại côn trùng có thể chui vào trong cắn loa của chúng ta. Đấy.
Để khi các bác nghe test bằng điện thoại này thì các bác vui lòng khi sử dụng cũng như nghe để rõ chất lượng về âm thanh hơn, các bác vui lòng đeo tai nghe vào. Đấy thì sẽ nghe rõ chất âm của nó hơn. Tiếng bát nó rời như thế nào? Đấy, như trên là em đã giới thiệu đến các bác một cặp loa sạc pin Vega T12 và giá của em nó là 7 triệu đồng. Bác nào ưng, vui lòng gọi điện hoặc liên hệ theo địa chỉ hoặc số điện thoại là 0988 849 606 hoặc 0912 889 606. Em sẽ giao hàng toàn quốc và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Nên các bác vui lòng là tất cả những sản phẩm em đăng lên trên đây chưa bao gồm phí vận chuyển. Nên nhiều bác nhầm lẫn khi nghĩ là em đăng lên này đã bao gồm phí vận chuyển rồi, nó chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Và hai cặp loa này khi lên thùng nó rơi tầm khoảng 50kg, hơn 50kg. Khoảng gần 60kg đấy. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị cũng như các bác trong những video clip sau.